Để qua đây coi. Chim chim chín rồi bay ơi. Để tao thử cái tao dứt trước coi. Biết chim gì nữa đây. Nó đi bắn xong vô mình dứt thôi chứ có biết chim gì đâu. Ui trời nó nóng. Xẻ cái đùi ra dứt coi. Chim luyện chim bà quại sao nó dai dữ không biết. Mà ngon nha. Đúng rồi, thịt rừng con nào nó cũng ngon. Chắc ăn hết con nữa nghiệm được cái vị. Quá tuyệt vời. Giờ làm hết sau này vài lon bia nữa nghỉ là ngủ nghỉ là ngon rồi. Chấm miếng muối ớt dứt. Vô tụi bay, dứt lon bia coi. Nãy đi nắng khát nước quá mà. Quá đã. Đây là cái hàm nam chuối nha. Cái bắp chuối mà nó chưa có nở ra trái chuối á, là lấy ăn luôn. Cái này mình đập cho nó dập ra, xong cái mình hằng chanh vô mình tái chanh, xong rồi chấm với muối ớt ăn rất là tuyệt vời. Ăn với thịt rừng, thịt chim này, xé với thịt chim dứt. Rồi cái con chim này nó, cái con chim này nó dài quá quý vị, dài quá dài mà xé nó không ra luôn đó mà. Cái con rừng mà ăn như vậy biết chừng nào mới chết đi không biết. Làm một ngụm bia nữa. Quá đã. Quá đã khác. Quá tuyệt vời các bạn ơi, quá tuyệt vời. Cảm ơn, xin cảm ơn. Quá tuyệt vời.